Xin chào các em học sinh lớp 5. Hôm nay cô rất vui được cùng đồng hành với các em trong chương trình ôn tập của toán lớp 5. Và nội dung ôn tập hôm nay cô sẽ ôn cho chúng ta các dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm. Như các em đã biết, dạng toán tỉ số phần trăm là một dạng toán cơ bản trong chương trình của toán 5 và nó có ứng dụng rất là cao. Trong khi dạy học thì cô thấy là một số em chúng ta còn chưa nắm vững các dạng toán này, còn đang lầm lẫn trong các bước giải. Vậy thì tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta nắm chắc cách giải các dạng toán này nhé. Bây giờ cô và các em sẽ vào nội dung của bài. Như các em đã biết, dạng toán tỉ số phần trăm được chia làm 3 dạng cơ bản. Dạng thứ nhất, cho số thứ nhất, số thứ hai, yêu cầu chúng ta đi tìm tỉ số phần trăm của số thứ nhất và số thứ hai. Dạng toán thứ hai, bài toán cho chúng ta một số, yêu cầu chúng ta đi tìm giá trị một số phần trăm của số đó, và cô coi giá trị phần trăm của số đó ở đây là A phần trăm. Dạng thứ ba, cho số thứ nhất và biết số thứ nhất chiếm một số phần trăm của số thứ hai, bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm số thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ vào củng cố cách giải và làm các cái dạng toán này. Cô có dạng toán thứ nhất. Cô có bài toán lớp 5A có 25 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Để giải được bài toán này, chúng ta phải thực hiện theo hai bước. Bước thứ nhất, chúng ta tìm thương của số thứ nhất và số thứ hai dưới dạng số thập phân. Bước thứ hai, chúng ta lấy thương nhân nhẩm với 100 và viết ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. Vậy ở đây, muốn tìm thương của số thứ nhất và số thứ hai thì chúng ta cần phải xác định xem đâu là số thứ nhất, đâu là số thứ hai. Ta đọc yêu cầu bài toán, đó là hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp. Vậy thì theo yêu cầu của bài thì ta thấy ở đây đó là học sinh nam này chính là số thứ nhất, còn số học sinh cả lớp này chính là số thứ hai. Vậy thì bước tìm thương của số thứ nhất và số thứ hai, tức là chúng ta tìm thương của học sinh nam so với học sinh cả lớp, chứ không phải là học sinh cả lớp so với học sinh nam. Chúng ta để cho cô cái bước tìm thương này. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài giải để chúng ta hiểu sâu hơn. Lời giải của chúng ta ở đây đó là số học sinh nam chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là. Học sinh nam ở đây đó là 15 và học sinh cả lớp đó là 25, nên ta sẽ lấy 15 chia cho 25 thì ta sẽ bằng 0,6. Bước thứ hai, chúng ta lấy thương là 0,6 này, ta nhân nhẩm với 100, tức là chúng ta dịch dấu phẩy sang phía tay phải hai chữ số thì 0,6 ta sẽ bằng 60, và ta viết ký hiệu phần trăm vào bên phải, ta có đáp số ở đây đó là 60%. Vậy học sinh cả lớp, học sinh nam của lớp này sẽ chiếm đó là 60% số học sinh cả lớp. Chúng ta lưu ý ở dạng toán này cho cô là chúng ta phải xác định thật kỹ ở đây đâu là số thứ nhất và đâu là số thứ hai. Bây giờ cô cho chúng ta sẽ sang dạng toán thứ hai. Cô có bài toán một nhà máy có 600 công nhân, trong đó số công nhân nữ chiếm 25%, tính số công nhân nữ trong nhà máy. Bài toán cho chúng ta số công nhân nữ trong nhà máy này đó là 600 công nhân. Vậy thì 600 công nhân này sẽ quy về là số công nhân cả nhà máy, thì ta sẽ quy về bao nhiêu phần trăm? Ta sẽ quy về ở đây đó chính là 100%. Đấy. Vậy 100% này sẽ chiếm 600 công nhân. Bài toán đi hỏi ta xem là 25% chiếm bao nhiêu công nhân. Từ cái việc tóm tắt này, ta đã đưa bài toán tỉ số phần trăm về một cái dạng toán cơ bản ta đã học, đó là dạng toán tỷ lệ. Trong dạng toán tỷ lệ, cô đã dạy các em là chúng ta sẽ có hai cách giải. Đó là cách giải thứ nhất là cách rút về đơn vị, cách giải thứ hai là lập tỉ số. Nhưng đối với bài này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải theo bước đó là lập tỉ số. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát vào bài giải. Bài giải của chúng ta ở đây đó là tính số công nhân nữ trong nhà máy. Vậy thì
để tính được số công nhân nữ trong nhà máy đó bằng bao nhiêu thì ta phải đi tìm cho cô xem là 1% bằng bao nhiêu. 100% công nhân là chiếm 600 công nhân, vậy thì 1% công nhân muốn thực hiện được, ta sẽ lấy 600 chia cho 100. Ta sẽ thấy là giá trị của 1% ở đây tương ứng với 6 công nhân. Ta lấy giá trị 1% đó nhân với 25% thì ta sẽ được đó là 150 công nhân. Và đáp số ở đây ta sẽ có là 150 công nhân. Hoặc là chúng ta sẽ lấy 600 nhân với 25 rồi chia cho 100 thì ta cũng có đó là 150 công nhân. Nhưng theo cô ở đây chúng ta nên giải bài toán theo cách thứ nhất này. Đó là bước thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm 1% này xem bằng bao nhiêu, bằng cách chúng ta sẽ lấy giá trị số đó. Cô và các em sẽ chuyển sang dạng thứ ba. Đó là cô có bài toán tìm độ dài quãng đường, viết 20% độ dài quãng đường đó bằng 60m. Bài toán cho chúng ta biết là 20% sẽ tương ứng là bằng 60m. Bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm xem là quãng đường đó bằng bao nhiêu. Mà quãng đường đó thì chúng ta sẽ quy nó về ở đây đó là 100%. Đấy. Và 100% này chính là độ dài quãng đường, chúng ta phải đi tìm xem nó bằng bao nhiêu mét. Để giải bài toán này chúng ta cũng đưa về cái dạng toán tỉ lệ mà ta đã giải giống như dạng toán số 2. Bây giờ chúng ta quan sát bài giải. Độ dài quãng đường đó là muốn tìm 100% chiếm bằng bao nhiêu mét thì chúng ta phải đi tìm 1%. Mà muốn tìm 1% ở đây ta mới biết là 20% sẽ tương ứng là bằng 60m. Vậy 1% này sẽ tương ứng là bằng có giá trị bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ lấy 60 chia cho 20, ta sẽ được 1% tương ứng là bằng 3m. Và ta lấy giá trị 1% nó bằng 3m, ta nhân với 100 thì ta sẽ có quãng đường tìm được đó là dài 300m. Và ta đáp số quãng đường này dài 300m. Ngoài cách giải này ra thì chúng ta cũng có thể thực hiện phép tính bằng cách lấy 60 nhân với 100 rồi chia cho 20 thì ta sẽ bằng 300m. Lưu ý đối với dạng toán này cũng như cái dạng toán 2, chúng ta để ý là cái bước tìm 1% cho cô bằng cách lấy giá trị của phần trăm tương ứng đó chia cho số phần trăm của nó thì ta sẽ được 1%, và sau đó ta sẽ nhân với 100 thì ta sẽ có được cái kết quả yêu cầu của bài. Vừa rồi cô đã ôn tập cho các em về các dạng toán tỉ số phần trăm. Về nhà các em hãy sở sách giáo khoa làm các bài tập về dạng toán tỉ số phần trăm này cho cô, để có những thắc mắc chúng ta sẽ trao đổi trong nhóm cùng với các bạn và trao đổi với cô nhé. Cuối cùng chúc các em có một kết quả ôn tập ở nhà rất tốt hơn nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại các em.